Rạng sáng hôm nay 13 tháng 3, khi tắt đèn đi ngủ, một người dân ở thành phố Hồ Chí Minh giật mình phát hiện một sinh vật lạ, thân nhỏ, mắt lớn đang leo tường vào nhà. Sau khi bình tĩnh thì chủ nhà đã bắt con vật nhốt vào lồng và nhận ra đó là con cu ly. Biết đây là loài động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam nên người dân đã giao cho kiểm lâm. Theo lực lượng kiểm lâm, con vật được gia đình chị Nguyễn Thị Ánh Thủy, 35 tuổi, ngụ phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức giao nộp là cá thể cu ly nhỏ giống đực có trọng lượng 0,3 kg, còn khỏe mạnh. Theo chị Thủy, khu nhà chị sống gần vườn ươm khu công nghệ cao, công viên cây xanh nên có nhiều cây cối. Người dân thường phát hiện động vật xuất hiện tại khu dân cư này. Cu ly nhỏ là loài động vật nguy cấp thuộc nhóm 1B trong sách đỏ Việt Nam. Còn sách đỏ thế giới, cu ly nhỏ vào nhóm rất nguy cấp, có nguy cơ tuyệt chủng, cần ưu tiên bảo tồn. Cu ly nhỏ là động vật kiếm ăn về đêm, thức ăn của chúng đa phần là côn trùng, sâu bọ, trái cây, trứng chim. Đây là loài hiền lành nhưng có nọc độc, khi bị chúng cắn có thể bị nhiễm độc qua vết cắn. Lực lượng kiểm lâm đưa con vật về trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc trước khi thả ra môi trường tự nhiên.